Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại Đắk Lắk, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã phát triển và đạt những kết quả khá ấn tượng. Sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã có sự đổi mới trong cách vận hành, chuyển đổi phương thức kinh doanh và có sự phát triển đáng kể. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn trẻ phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách cần được hỗ trợ, tháo gỡ. Với mong muốn giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Ê Đê, chị Hờ Ức Ê Ban ở Buôn Sút, Mờ Đưng, huyện Chư Mờ Ga đã thành lập một tổ hợp tác dệt thổ cẩm với 20 chị em tham gia. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động của tổ hợp tác còn gặp khá nhiều khó khăn do sản phẩm làm thủ công, giá thành cao hơn sản phẩm công nghiệp nên khó tiêu thụ. Đề nghị nhà nước quan tâm nhiều hơn để giới thiệu hàng hóa cái dệt thổ cẩm này cho gọi là từ trong nước cho đến ngoài nước. Đó là nguồn ước muốn của bên cái nghề thổ cẩm của chúng tôi. Khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp là vấn đề nhiều cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp đang gặp phải hiện nay. Với tính ứng dụng cao và giá cả hợp lý, sản phẩm kính thiên văn của các em học sinh câu lạc bộ kính thiên văn trường Đại học Tây Nguyên được bán cho một số khách hàng và các trường học phục vụ cho công tác nghiên cứu. Tuy nhiên, việc giới thiệu quảng cáo và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn. Về mặt khó khăn thì sản phẩm này là cái sản phẩm đòi hỏi cái kỹ thuật cơ khí và cái kỹ thuật về chủng trực rất là cao, đòi hỏi các em phải say mê, đam mê, dành nhiều thời gian tỉ mỉ để điều chỉnh cái trục của đường đi ánh sáng cho thật chuẩn để nâng cao được cái chất lượng của kính thiên văn. Và các em cũng đang nỗ lực để làm cho cái sản phẩm của mình chất lượng hơn và để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Cái thời gian em học tập ở trường ấy thì chỉ khoảng 4 năm thôi. Và cái khoảng nghiên cứu thì cũng mất khoảng hơn năm rồi mới ra được cái sản phẩm. Cho nên là cái khả năng mà thương mại hóa để biến nó thành các cái sản phẩm thương mại là khó khăn. Để chúng tôi xác định là khó khăn. Thì ý tưởng của chúng tôi là sẽ cố gắng xây dựng các mô hình. Đầu tiên là các mô hình, có nghĩa là một vài các cái sản phẩm mà có cái tính, có cái khả năng thương mại cao thì sẽ làm thế nào đó để hình thành lên các cái doanh nghiệp của sinh viên cho các em tập thôi. Vấn đề lợi nhuận là chưa thành vấn đề, các em biết cách làm từng bước một thì sẽ hình thành lên một số cái doanh nghiệp trong vườn ươm. Trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn sẽ là thử thách đối với các startup, nhưng đó cũng là cơ hội để startup khẳng định năng lực, sự sáng tạo để vượt qua khó khăn. Dù vậy, để startup phát triển và lớn lên, rất cần có sự đồng hành của các cấp ngành địa phương trong việc hỗ trợ vốn, tìm thị trường tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ trong công tác định hướng để những cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp có kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường.